Xin chào tất cả mọi người. Năm mới sắp đến rồi và mọi người đã chuẩn bị được gì cho năm mới của gia đình mình chưa? Năm vừa qua là một năm vô cùng khó khăn với tất cả chúng ta, từ đại dịch Covid-19 cho đến ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường. Và năm nay thì Hải quyết định là sẽ đầu tư cho sức khỏe của gia đình mình với một sản phẩm cực kỳ đặc biệt. Đợt vừa rồi thì Hải có đến nhà của một người bạn thì có được xem và trải nghiệm một cái loại máy lọc nước ion kiềm cực kỳ là chất lượng. Loại máy này thì được bạn của mình giới thiệu là sản xuất từ Nhật Bản và được Bộ Y tế Nhật Bản rất là khuyên dùng, và nó có giá khoảng gần 100 triệu đồng. Nhưng mà mình nghĩ là sản phẩm này sẽ là một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe, nên mình nghĩ là mình sẽ đầu tư một khoản tiền lớn để cho tốt cho sức khỏe của gia đình mình. Em chào anh chị ạ. Dạ. Thì em là Minh Huyền, chuyên viên tư vấn của thời điểm hiện tại. Thì hôm nay bên em cho kỹ thuật qua lắp máy cho anh chị ạ. Ok, mời các bạn vào nhà. Dạ thưa anh chị, đây là dòng máy Fuji Smart V8. Thì dòng này hiện tại nó có là 11 tấm điện cực, tạo ra 8 loại nước, từ cái có cái độ pH từ 2.5 đến 11.5. Và riêng dòng này thì nó sẽ có một cái tem niêm phong là xác định là thùng máy này đã lắp được móc hay chưa, và một tem xác thực trên này thì là xác định là máy này là máy chính hãng. Khi anh chị cào ra thì nó sẽ có một cái dãy số ở trên này. Dạ vâng đúng ạ. Thì cái này thì anh chị có thể gửi tin nhắn qua trên cú pháp ở trên thùng máy này và trả về thêm thông tin ở trên chương trình hãng. Dạ Ok. vâng. Dòng giá máy này hiện tại máy này có giá hiện tại là 89 triệu. Ôi máy này đắt thế à? Dạ vâng ạ. Máy này trông mua máy đắt thế. Cái này thì mình có tìm hiểu ở trên, có tham khảo và có tìm hiểu rồi, và cũng mình cũng có được từng đã được trải nghiệm ở nhà của bạn mình rồi. Mình cũng tìm hiểu về những cái lợi ích mà cái máy lọc nước ion kiềm này mang đến, nên là mình mới quyết định là mình mua cái máy lọc nước này. Nhưng mà mình chưa 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 báo cho vợ mình biết, để mình cũng muốn Tết mình năm mới mà, mình cũng muốn có một món quà nào đó bất ngờ dành cho vợ mình. Ba tâm lý ghê.
Dạ anh chị ạ, kỹ thuật bên em đã làm máy xong rồi ạ. Thì hiện tại bây giờ thì bên em sẽ hướng dẫn anh chị cách là sử dụng máy như thế nào. Ok. Thì hiện tại thì có trên máy là mình hình cảm ứng. Thì anh chị có thể bấm vào nút on off như này để có thể mở nước. Trên màn hình nó sẽ hiển thị là mức alkaline là mức pH của máy. Hiển thị cái độ pH, độ chống oxy hóa là ORP. Và cái này thì nó sẽ hiển thị là hai tuổi thọ lõi đầu tinh của hai mặt của hai lõi. Cái bên tuổi trái đúng không? Dạ vâng. Máy này thì nó sẽ có hai lõi lọc tinh là 8.000 lít. Thì nó sẽ hiển thị tuổi thọ lõi lọc tinh ở trên màn hình. Khi nào máy nó hết mà báo thay lõi thì nó sẽ rút về. Còn từ bên dưới ạ thì nó sẽ rút dần về. Thì nó sẽ báo anh nó là lọc thay lõi. Trên này nó mức alkaline thì nó sẽ có 4 mức được kèm kiềm và alkaline. Nó sẽ có mức 1 đây ạ, là siêu lượng huyết 8.5 là để anh uống lúc tuần đầu tiên ạ. Mức tuần đầu tiên đúng không? Dạ, từng đầu tiên khi anh mới sử dụng. Nước. Dạ. Còn nước thứ hai là tuần thứ hai. Tuần thứ hai và cái này thì nước mức nước này thì anh có thể để nấu cơm. Lấy nấu để cơm. Cắm cơm dạ. Cắm cơm thì là nấu cơm đúng dạ. Thì nó sẽ làm mềm thức ăn và mềm chín cơm nhanh hơn và xốp cơm hơn nhé. Dạ. Còn mức thứ ba này thì anh có thể là pha trà, pha cà phê. Pha trà là đun sôi ạ. À, có thể đun sôi như pha trà, pha cà phê để cho là cái tiết chiết xuất trà nó sẽ là được thơm hơn ạ. Và được nhanh hơn. Vì cái phân tử nước siêu nhỏ là 0.5 nanomet. Thế thì nhờ cái máy này thì việc nấu ăn của mình nó cũng tiện hơn. Dạ vâng ạ. Cái này thì nó sẽ làm chín thức ăn nhanh hơn, làm thẩm thấu vào tế bào thức ăn nhanh hơn ạ. À, còn có. Dạ vâng. Và cái mức thứ 4, mức kiềm 4 này thì sẽ là 11.5. Là anh định chị để ngâm rửa rau củ quả. Ngâm rửa rau củ quả. Nó sẽ làm là bóc tách những cái chất bảo quản ở trong bề mặt thực phẩm ra. Thì nó sẽ làm hạn chế những cái thuốc trừ sâu hay là chất bảo quản ở trong bề mặt rau củ quả ra ấy ạ. Theo chị thấy là cái này nó phục vụ cuộc sống của mình đầy đủ đấy. Dạ, từ là ăn uống này, rồi là chăm sóc cho con này, rồi là sẵn cùng vết thương ngoài nó còn làm đẹp da nữa. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Nhưng mà cho chị hỏi một tí là cái này thì bảo hành như thế nào? Fuji Smart thì nó là thương hiệu là có thời gian bảo hành là tốt nhất là 8 năm. 8 năm. Dạ vâng. 8 năm. Còn bảo dưỡng? Bảo trì, bảo dưỡng thì bên em sẽ bảo trì, bảo dưỡng trọn đời vòng đời máy. 3 tháng một lần thì bên em sẽ có chăm sóc khách hàng gọi điện cho anh chị. Để okay. báo cho thời gian thay lõi và kỹ thuật đến để xử lý cho mình về những cái vấn đề về máy hay là những vấn đề về nước như thế nào ạ.